là influencer nam nhưng mà đam mê giả lộ, cho nên nhãn hàng mới vừa tặng một đôi guốc có số size là 41. Và một thông tin quan trọng, đây là nhà tài trợ cho chương trình Miss Cosmo và Miss Red International. Ủa sao đúng không ta? Và vào cái vòng thi bikini cách đây 2 ngày trước thì chị Hoàng Phương có mang đôi giày của Jeremy nha mọi người. Má ơi, đôi giày này 1 tấc 2 hay 1 tấc rưỡi đó nha trời. Oh my god. Oh my god, là nó cao cỡ nhiêu vậy ta? Nó cao cỡ nhiêu vậy ta? Hôm lễ tối đây live stream tôi mang đôi này luôn ta. Ôi, chân lông không à? Cái chân đàn lông. Hả, hậu không có để chân lông. Miss Red Việt Nam. Cắt camera. Thi Liễu, Đàn Thiên Ngân, Ngọc Châu, Khánh Vân. Tà áo dài là di sản văn hóa của người Việt Nam. Đó, thấy chưa? Henier là phải có tà nha. Võ Hoàng Yến, đá váy. Ê, không gãy. Được. Miss Grand Việt Nam. Chị cỡ này rồi em cỡ nào? Có biết Lê Hoàng Phương không? Có biết Lê Hoàng Phương không? Biết. Đấy, có biết Lê Hoàng Phương không? Đẹp trai quá.